Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hành Nguyễn Hải Dương, chuyên ghép và test các bộ hát karaoke, phòng hát sự kiện, đồng thời là một kênh chuyên cung cấp các thiết bị lẻ âm thanh như cục đẩy công suất, loa sự kiện, loa gia đình, súp hơi, súp kép, vang, số, mic, vân vân. Thì hôm nay anh Nguyễn tiếp tục giới thiệu đến các bác thích các dòng cục đẩy hiếm, độc lạ, đồng thời là dòng cục đẩy công suất lớn. Thế nay em nhận được một lô tổng số là 17 con, có tên như sau là VIP Audio H1000. Thì đây là chính là phía trước của nó, phía trước của nó thiết kế rất đẹp, mặt khay nhôm, hai bên là hai cửa sổ thoát khí, ở giữa là công tắc tắt bằng nguồn và hai chiếc áp điều chỉnh cho hai cây. Thì có cái cục đẩy này, tại sao mà anh Nguyễn nói nó hiếm và độc? Bởi vì cục đẩy là một dòng cục đẩy nó chạy sò sắt kết hợp với sò than. Thì các bác biết rằng là sò sắt là một trong những dòng sò nó luôn luôn cho chất lượng âm thanh chắc khỏe, gọn và tròn. Kết hợp với sò than thì nó tạo lên âm thanh chi tiết và âm thanh sắc nét, tức là kết hợp giữa hai dòng sò, tức là tinh hoa của hai dòng sò tạo lên một chất âm cực xuất sắc và uy lực mềm dẻo có và trong sáng có. Thì cục đẩy lại quá, nhìn vào đây, thứ nhất là biến áp của nó rất là to, và dùng biến áp hình xuyến, size nó khoảng 20 và rất cao, được sản xuất ngày 16 tháng 5 năm 2013 các nhìn nhé. Điện áp chạy là 220V trở lên đến 230V. Tần số hoạt động 50Hz và có tem QC. Đây là dòng cục đẩy hãng thôi nhé. Tiếp theo, cục đẩy này nó thiết kế một bo nguồn độc lập. Phía trên là có hai giờ le bảo vệ loa và sử dụng 8 thụ lọc nguồn rất to, 1 2 3 4. 8 thụ lọc nguồn này thiết kế là 4 chân một tụ, 3 chân là dương, còn 1 chân là âm. Và tụ này là 15.000 microfora và công suất chịu đựng là 80V, rất dài mấy nhá. Như các quả pháo. Rất là to. Nền vụ lắn lọc cho cung cấp cái điện áp cho bộ công suất mạch xanh nét. Đây chính là bộ công suất. Nó sử dụng 24 sò sắt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 24, tức là 12 sò sắt một vế, và sò than nó chạy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sò than, 1 vế, 2 sò áp, và cái này đặc biệt là có con cảm biến nhiệt, đấy. Có sự cố là sẽ ngắt không cho chạy. Điện trở xứ rất to và điện trở bốn lịch màu rất là lớn, có chút lớn, đèn thúc đây nhé, gọi là chơi to thúc ấy, được tỏa nhiệt chắc chắn, rất là đẹp. Các nhìn này, thì tổng cái cục đẩy này nó sử dụng 24 sò sắt và 16 sò than, tổng cộng là 40 sò và 4 sò quáp, size lớn và chạy dụng hai quả gió rất lớn, ăn điện áp 24V. Thế đây tổng quan về phía trong của đài, bác nhìn quan sát rất là đẹp, mạch mới, chất lượng cực tốt. Phía sau hỗ trợ hai cổng vào A và B bằng rắc ca lông được vào cái, thế để hỗ trợ đường câu lai ra, tức là đường này giống đường này nhé, đường này giống đường này, có thể câu lai hai đường này cho một cục đẩy khác và hỗ trợ hai đường rắc ra bằng rắc lưu trích và rắc kẹp. Đấy, cục đẩy này có thể bác đánh được cả súp riêng lẻ ra kênh 1 thông qua nút gạt, nút cắt cốt này, và nút đây công tắc là gạt mát, dập mát, để mát không giật và mát giật. Cái dòng này là nó có 3 chế độ đánh điện áp là 1.5, 1.0 và 0.17 lớn nhất. Có 2 chế độ đánh cho loa khác nhau, 4 ohm và 8 ohm.
và có 3 chế độ khác nhau: Bridge, Mono và Sitter. Và dòng này dòng là đẩy hãng nhé, đẩy hãng nó có tên là C, là đẩy hãng nó có C, và cụ đẩy là đẩy của Mỹ sản xuất thôi nhé, do Mỹ sản xuất, bãi Mỹ sản xuất đấy, cho nên rất là chất luôn Mỹ. Và cái cụ đẩy này em cắt ở trên sàn, các sàn của Trung Quốc này, cái đầu dây cắt sàn của nguyên này đấy. Đây Trung Quốc người ta cũng dùng cái điện đánh loa nhé. Nhưng lúc anh em xem của anh Nguyễn dùng dây điện, đây bên sàn Trung Quốc đã dùng dây điện luôn, chứ không phải bởi dây điện nó là dây đồng, mà những dây loa xịn ấy nó phải là dây đồng, còn dây nhôm nó dùng thời gian ngắn nó bị thối lõi, bởi anh vẫn là người đi làm rồi, cái dây dẫn loa ấy thối lõi. Thì đây cắt bên sàn người ta vẫn còn dùng dây nhá. Đấy. Còn ở Việt Nam mình chắc là không có chuyện thải được, bởi nó quá tốt, tất cả đẩy em đều có sơ đi hết nhé, thể hãng bãi Mỹ luôn. Và báo cáo con này, thứ nhất là em nói chiếc này nó là đẩy Mỹ, bãi Mỹ, công suất nó ra đạt tới 1.600 W một cây đấy, chơi tốt được một cặp loa 725 và một đôi loa 715, tức là 6 bát từ của nó là 22-100 trở lên mới nhá, trở lên có thể chơi cực kỳ tốt súp kép 50, từ nó là từ có thể là 28-125, chưa nói là vấn đề là từ 20. Thì đây súp kép vương miện, tức là súp vua đấy. Đấy em đang chơi thử một cú đẩy nhá, độc lập cú đẩy luôn, đánh với gọi là ba đôi loa coi nhé, ba đôi loa đây em câu đít từ đít lên đây và xem đây, cầu đây anh trực tiếp luôn đấy, anh vẫn làm rất là thật luôn, không có gì cả. Thì vậy em cung cấp cả dòng loa sự kiện đây, loa loại một đó nhá, JBL loại một đấy nhá, dần cát này, dòng loa sự kiện, loa array, súp kép có hết, em mở ra cùng nghe nhá. Đánh nó đánh một đôi loa 725 với một đôi JBL 715 nó rất nhàn thôi nhá. Theo anh em giới audio đánh giá thì đây dòng cụ đẩy nó gọi là quả bom tấn trong ngày âm thanh. Thì cụ đẩy này có thể chơi được loa kẻ bát 25 thôi nhá, 20, 40, 50 được hết, tức là một dòng cụ đẩy đa năng, đẩy bãi Mỹ, sò sắt kết hợp với sò than, cho nên tiếng nó rất là hay, tròn gọn, uy lực. Thì đến để mà so sánh dòng cụ đẩy này với cụ đẩy mà CA 2009 thì chắc chắn là thì không, tức là không dám so sánh. Đấy bác nhá. Cụ đẩy xe A sao 2009 ấy nó đánh được, nhưng mà so với cụ đẩy này thì đúng nó chưa đủ tầm để vượt qua dòng cụ đẩy này.
Dòng này nó có thể chơi tốt sút kép nhá, sút kép rồi sút đơn full, nó đánh tất cả luôn. Tức là cái dòng sút kép đánh rất là nhàn. Bởi vì sao đánh full ấy thì thực ra bác tốn công suất hơn là do đánh sút, bởi đánh sút thì nó đánh thẳng luôn là vào loa, còn đánh full nó phải qua phân tần đấy, qua phân tần tức là qua nó sẽ mất công suất lên, nó cản trở cái công suất đi, nhưng mà lại đánh sút là nó vào thẳng luôn loa đấy, bác hình dung vậy. Thì dòng này chơi rất tốt luôn, công suất của nó ra đạt khoảng tầm 1.600W trên một kênh đấy, nó chơi rất tốt luôn, sút 50, sút kép 50, rồi có thể ba cặp loa như này gọi đơn là ok nhá. Thì đây chính là kho loa nhà anh Nguyễn, rất là nhiều loa, loa sự kiện và loa gia đình. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 110. Thì hôm qua em về được 10 cục và tiếp tục hôm nay về 7 cục nữa là 17 cục theo đúng dự đoán. Và dòng này là cắt từ sàn ra và 100% còn zin nguyên zin nhá, chuẩn luôn, chuẩn chỉ luôn. Em chào các bác ạ.